đi nghĩa vụ quân sự có được sử dụng điện thoại di động hay không? Có rất nhiều bạn vào comment trong bài viết của Lê Anh Nuôi là em sắp đi lính rồi, có được mang theo điện thoại di động hay không? Thì để hôm nay Lê Anh Nuôi trả lời cho các bạn biết nhé. Theo quy định tại Điều 10 Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015, quy định về các hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia nghĩa vụ quân sự bao gồm: 1. Trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự. 2. Chống đối cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. 3. Gian dối trong khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. 4. Lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái quy định về nghĩa vụ quân sự. 5. Sử dụng hạ sĩ quan, binh sĩ trái quy định của pháp luật. 6. Xâm hại thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của hạ sĩ quan, binh sĩ. Như vậy, không có quy định cụ thể nào về việc cấm hay không cấm sử dụng điện thoại di động đối với công dân khi nhập ngũ. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 23 Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015, công dân khi nhập ngũ phải chấp hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh của cấp trên, thực hiện nghiêm pháp luật của nhà nước, quy định của đơn vị. Để đảm bảo bí mật trong quân đội, nhất là trong 3 tháng tân binh, thì một số đơn vị đặt ra quy định hạn chế sử dụng điện thoại di động trong các giờ chấp hành quân lệnh hoặc việc sử dụng điện thoại làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao. Vậy nên, khi các bạn nhập ngũ ở đơn vị có cho sử dụng điện thoại hay không hoặc là cấm, thì các bạn cũng đừng mang luật ra mà đôi co mà đối chiếu với người ta nhé. Vì là thủ trưởng ban mệnh lệnh xuống thì mình là cấp dưới bắt buộc phải chấp hành. Còn việc đơn vị có cho sử dụng điện thoại hay không còn phải tùy thuộc vào thủ trưởng và quy định tại đơn vị đó nữa. Vậy nên đơn vị mà đã không cho mang và đã dặn rõ là ở nhà không được mang đi thì các bạn cứ để điện thoại ở nhà nhé, đừng để mình vi phạm quy định. Chúc các bạn mạnh khỏe và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.